ai là những cái người giàu nhất Sài Gòn xưa. Nghe danh công tử Bạc Liêu lấy tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu. Triều đình nhà Nguyễn cũng rất là ngưỡng mộ về cái sự giàu có của ông này. Cháu ngoại của ông mà khi mà nhắc tới thì chắc là mọi người không ai không biết, đó là chính là Nam Phương Hoàng hậu. Ngay trong đoạn video này thì chúng ta sẽ đi một cái chủ đề rất là thú vị, những đại gia của Sài Gòn xưa. Tại sao Vigai đang có mặt tại cái công trình này? Công trình phía sau đây là một công trình tôn giáo, một cái nhà thờ rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20. Và cái người xây dựng cái nhà thờ này cũng là một trong tứ đại hào hoặc là tứ đại phú hộ của Sài Gòn năm xưa. Khi mà nhắc về những cái người giàu có ở Sài Gòn năm xưa thì chúng ta thông thường là chúng ta sẽ nhớ tới một người mà ai mà về đã đi ngang qua xứ Bạc Liêu thì chắc là sẽ nhớ người này. Và thậm chí là người này đã rất là nổi tiếng trong những cái bài hát cũng như là trong những cái đoạn thơ ca. Những người lớn thậm chí là người ta cũng biết tới vị này. Đó, thì nó có một câu là nghe danh công tử Bạc Liêu lấy tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu. Chắc là cái câu hát này nó không có lạ lùng gì với tất cả các bạn đúng không? Nhưng công tử Bạc Liêu có phải là cái người giàu nhất tại cái thời điểm thế kỷ 19, thế kỷ 20 hay không? Công tử Bạc Liêu giàu thì ai cũng biết là giàu, nhưng mà thực ra tại thời điểm đó chúng ta chỉ nghe rằng là ông lấy tiền, ông nấu trứng, ông kiểu như là hơi ngông một tí xíu để tỏ ra mình giàu. Nhưng mà thực ra ông có giàu không thì cái câu chuyện đó là câu chuyện khác. Nhưng mà ông có phải là vì ông làm ăn kinh doanh nên ông giàu hay không, hay là ông đã được hưởng từ một cái khối gia tài rất là lớn từ người cha? Và nếu như mọi người có tìm hiểu một tí xíu thì công tử Bạc Liêu có tên là Trần Trinh Huy. Và đây là con thứ ba của một trong gọi là tứ đại phú hào xưa của Sài Gòn, đó là Trần Trinh Trạch. Nhưng mà cha của công tử Bạc Liêu thực ra cũng không phải là người giàu nhất Sài Gòn lúc bấy giờ, mà cái người giàu nhất Sài Gòn chính là cái người đã xây dựng cái công trình tôn giáo này. Ông giàu hơn rất nhiều so với cái người cha của cái công tử Bạc Liêu mà chúng ta hay biết, đó là Trần Trinh Trạch. Thì khi mà nhắc về vị này được xếp vào gọi là tứ đại phú hộ của Sài Gòn năm xưa, thì thông thường người ta sẽ có một cái câu rằng là đó là nhất sĩ, nhì phương, tam sường và tứ trạch. Về nó tứ trạch thì hiện nay thì người ta vẫn có rất là nhiều cái thông tin để tranh luận để xem là cái người giàu thứ tư ở Sài Gòn là ai. Tứ trạch, tứ bưởi, tứ hỏa, những cái vị như vậy. Nhưng cái vị mà giàu nhất là tuyệt nhiên là không thay đổi, đó là nhất sĩ, dành riêng cho một cái người gọi là Lê Phát Đạt. Nếu mà nói là Lê Phát Đạt thì ít ai biết được. Nhưng mà ai đã đi qua cái khu vực Nguyễn Trãi này thì có một đôi lần chúng ta sẽ thấy được cái nhà thờ này, nhà thờ huyện sĩ. Hoặc là nghe bạn bè, hoặc là nghe những bậc lớn tuổi họ nói về nhà thờ huyện sĩ. Và thậm chí là đôi khi có ai đó trong số chúng ta đã từng ghé cái nhà thuốc bên này, gọi là nhà thuốc huyện sĩ. Thì tại sao nó lại có tên huyện sĩ? Và huyện sĩ giàu có cỡ nào? Thì trong cái đoạn video này thì Vigai sẽ đi vào chi tiết và vén bức màn để cho các bạn có một cái bức chân dung về một trong tứ đại phú hộ của Sài Gòn năm xưa. Vị này được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Lê Phát Đạt được sinh ra tại khu vực Cầu Kho bây giờ này. Nếu mà ai ở khu vực Cầu Kho thì chắc là sẽ biết. Và vị này sinh ra và đã đi du học ở Malaysia và sau đó quay về và làm thầy thông ngôn cho chính quyền Pháp cũ. Thì sau khi mà làm công việc thông ngôn thì được người Pháp phong cho một cái chức danh gọi là huyện hàm. Đặt ngoài cái tên Lê Phát Đạt thì ông có một cái tên người ta thường gọi, đó là tên sĩ. Đó, thì chính là vì cái tên cũ là tên sĩ cộng với cái chức danh người Pháp phong cho ông này nên được gọi là huyện sĩ như bây giờ. Thì theo nhiều sử sách ghi lại thì huyện sĩ giàu lên phần nhiều là nhờ vào sự may mắn, tại vì thời điểm đó đất xứ Nam Kỳ còn rất là nhiều. Và có một thời điểm là đất đai bị bỏ hoang, chính quyền Pháp mới nài nỉ ông Lê Phát Đạt mua đất. Ông cũng ráng kiếm tiền, gom lại tiền để ông mua đất đai. Ông mua đất đai của những cái người đã bỏ hoang cái đất của mình. Thì một cái điều may mắn đến với ông là sau khi ông mua và ông sở hữu rất là nhiều đất đai ở Nam Kỳ thì những cái vụ mùa trên cái mảnh đất của ông rất là trúng. Và sau khi trúng như vậy thì ông trở nên rất là giàu có vài năm sau đó thôi. Và sau khi ông trở nên giàu có thì bắt đầu ông mới xây dựng nhiều cái công trình tôn giáo, và cái nhà thờ huyện sĩ là một trong những cái nhà thờ mà ông bỏ tiền ông xây. Công trình nhà thờ huyện sĩ này đã tốn khoảng 1/7 tổng tài sản của huyện sĩ lúc bấy giờ.
Tại sao ông xây nhà thờ là tại vì ông là một cái người theo đạo Công giáo và ông có một cái tên thánh gọi là tên thánh là Philippe. Đó. Thì bên cạnh cái nhà thờ Huyện Sĩ, ông cũng xây dựng cái nhà thờ Chí Hòa và ông cùng với lại những người con sau này cũng xây dựng thêm một cái nhà thờ, đó là nhà thờ Hạnh Thông Tây. Người ta nói rằng là cái tổng tài sản của Huyện Sĩ lúc bấy giờ còn nhiều hơn là vua Bảo Đại. Huyện Sĩ hay là Lê Phát Đạt, đây chính là ai ạ? Đây là chính là ông ngoại của một người mà rất nổi tiếng, gọi là nổi tiếng về là sắc đẹp, nổi tiếng về sự tài giỏi. Và khi mà nhắc về Bảo Đại và nhắc về người vợ của Bảo Đại thì chúng ta thông thường sẽ nhớ tới một người, đó là Nam Phương Hoàng hậu. Nam Phương Hoàng hậu chính là con của bà Lê Thị Bính, và Lê Thị Bính là một người con gái của Huyện Sĩ. Lê mà dòng họ Lê thì Lê Phát Đạt. Lê Phát Đạt có một người con gái đó là Lê Thị Bính, và chính người con gái của bà Lê Thị Bính này, đó là Nam Phương Hoàng hậu, sau này kết duyên với lại vua Bảo Đại và trở thành dòng dõi quý tộc, có nghĩa là đã giàu và trở nên giàu có hơn. Tại thời điểm mà đi gả Nam Phương Hoàng hậu, cái gia tài để cho người con gái đi về nhà chồng tại thời điểm đó là khoảng 20.000 lượng vàng. 20.000 lượng vàng mình hình dung hồi đó đối với nhà đình triều Nguyễn thì người ta nói là cái gia tài của ông Huyện Sĩ và những con cháu sau này còn giàu hơn là gia đình hoàng gia. Để thấy được rằng là bên cạnh là đất đai ông có và những cái tài sản ông có, những tiền tài ông có, và thậm chí là chỉ cần qua cái cụ hồi môn 20.000 lượng vàng tới thì thời điểm đó thì mình cũng biết được rằng là đó là lý do tại sao mà người ta phong cho ông một cái chức gọi là giàu nhất Sài Gòn, nhất sĩ. Đó là một vài cái thông tin mà VGI xin gửi tới các bạn, và hy vọng những cái thông tin này sẽ phụ trợ cho những cái phần thuyết minh, đặc biệt là cho các bạn hướng dẫn viên du lịch, và nó có thể là một cái tài liệu tham khảo rất là hay dành cho các bạn sinh viên du lịch. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem phần video của VGI, và đừng quên subscribe và ủng hộ VGI trong thời gian sắp tới nhé.